Năm 2018 đánh dấu một bước ngoặt của lịch sử ngành nông nghiệp khi Dow AgroScience, DuPont Crop Protection và DuPont Pioneer hoàn tất việc sáp nhập, chính thức hoạt động dưới tên gọi Corteva AgriScience. Với nền tảng hơn 200 năm bề dày kinh nghiệm, luôn tiên phong trong các nghiên cứu, mang lại nhiều giải pháp đột phá, bền vững trong việc kiểm soát côn trùng, cỏ dại và sâu bệnh hại. Nỗ lực không ngừng để giúp nhà nông cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng, đóng góp an ninh lương thực toàn cầu. Corteva mang ý nghĩa thật cao đẹp. Co là trái tim, Teva là thiên nhiên. Corteva nghĩa là trái tim của thiên nhiên. Vì chúng tôi hiểu, nông nghiệp chính là trái tim của thiên nhiên. Bằng việc ứng dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất chuyên nghiệp, Corteva cung cấp nhiều giải pháp toàn diện và tối ưu cho cây trồng, cam kết sản phẩm đạt chất lượng cao nhất khi đến tay nhà nông. Nay, Corteva AgriScience Việt Nam giới thiệu bộ nhận diện mới đồng nhất trên từng nhóm sản phẩm. Nhãn có màu tím nổi bật đại diện cho nhóm thuốc trừ bệnh. Beam 75WB, Approach 250SC, Yovet Encantia 330SE. Nhãn có màu cam đại diện cho nhóm thuốc trừ sâu. Radiant 60SC, Bersina 106SC. Và nhãn có màu xanh lá đại diện cho nhóm thuốc trừ cỏ. Cevelo 120SC, Novisis 32.5OD. Logo Corteva AgriScience được in nổi bật ở phía trên mặt trước của nhãn. Tên sản phẩm được thiết kế với phông chữ rõ ràng, dễ đọc, nằm trên bảng màu đặc trưng của nhóm sản phẩm. Với nhận diện mới này, nhà nông hoàn toàn an tâm mua đúng hàng chính hiệu của Corteva, sử dụng đúng thuốc phù hợp với từng nhóm sâu bệnh hại ở mỗi loại cây trồng, gia tăng năng suất cây trồng, tối ưu lợi nhuận cho bà con nông dân. Corteva kiên định với triết lý kinh doanh, làm giàu cuộc sống, đóng góp nhiều giải pháp tiên tiến, hiệu quả vượt trội, an toàn cho cây trồng, thân thiện với môi trường, đem đến cuộc sống sung túc cho nhà nông, góp phần phát triển nền nông nghiệp Việt Nam bền vững.